không, các em chỉ bơi tay thôi, bơi tay thôi. Đó, các em lên bờ. Đúng rồi. Hiểu chưa? Rút dễ lắm, một chân đạp vô chân rút ra là xong. Nhưng mà anh mất đứa cá rồi. Give it back to me. Về nhà hiếu thảo không mời cha mẹ nha con. Đi đến trường nghe là thầy cô giáo dạy nha. Cái monofin này là bảo hành 1 năm á. À, không có chìm được đâu. Khi mà đuôi của em bị rách, em mang đuôi này lại cho Tio, đổi cho em đuôi mới, 200.000. Làm chân đi. Là đổi mới. Monofin này thay thẳng cả cuộc đời, đổi mới qua 2-3 năm cũng hơn cuộc đời. Đâu có sâu. Đúng rồi, xuống. Rồi, tập đi nha. Tạm biệt anh Caramel nha. Caramel nè. À, tập đuôi cho quen xong rồi tập kết hợp giữa tay và đuôi cá, lắc đuôi đến 1-2-3 thở nhẹ hơi ra bằng mũi rồi bơi tại chỗ. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Được rồi, để đây đi, hồi anh bơi. Em né ra cho bạn người cá tập luyện. Rồi người cá tập luyện ơi. Người cá bây giờ kết thúc buổi học hôm nay rồi đó. Người cá cứ tập luyện. Còn các bạn khác muốn làm người cá thì đến shop đồ bơi tiên cá Tiun. Hãy truy tìm đi. Shop 1.000, shop 1 like. Hãy truy tìm shop đồ bơi tiên cá Tiun đi. Mới biến ước mơ được thành hiện thực cho mấy bạn. Về tự tìm đi. Em cứ ước mơ tiên cá đâu anh. Ừ. Em không có ước mơ hả? Không. Buồn quá. Là lặn sông với mấy chục cây tùm mét luôn. Ừ. Thôi anh tạm biệt các bạn luôn nha. Tạm biệt các bạn nha. Người cá Maya có tạm biệt các bạn không? Dạ. Mia. Rồi Mia nói gì với các bạn đi. Mia hay là Maya? Em cũng không biết nói gì nữa. Nói làm vui đưa, em được mang đuôi cá em thấy vui không? Dạ vui. Rồi em có muốn body của em trở nên ngày càng xinh đẹp không? Dạ có. Em có muốn bơi lặn giỏi giống tiên cá không? Dạ có. Em có muốn học thật giỏi không? Dạ có. Thì là em phải tập luyện bơi tiên cá mỗi ngày biết không? Dạ. Ơi, chú tôi mà có điện thoại đây. Thì đi vô hồ bơi này bơi. Hồ bơi câu lạc bộ người cá nè. Vô đây mấy em bơi thoải mái mà. Ủa đây đâu phải câu lạc bộ người cá anh? Đây là câu lạc bộ người cá em không biết á. Biết em là hồ bơi này á. Đúng, hồ bơi này là câu lạc bộ người cá. Không lẽ ở đây cũng là câu lạc bộ Lan Anh. Nên ở đây mấy bạn được mặc đuôi cá bơi. Tại đó. Ừ. Ủa chứ mấy bạn như tại chỗ khác không được, chỗ khác có thể là họ không cho, nhưng mà chỉ có chỗ này cho thôi. Rồi, còn bơi kỹ năng nào yếu, muốn bơi ở ếch sải, ướm ngửa đồ giỏi để bơi tiên cá cho giỏi. Học thầy Michael nha, học mấy thầy ở đây nha. Ừ. Còn Tiun là không có thời gian dạy mấy kỹ năng căn bản mà cũng hết thời gian dạy bơi tiên cá rồi. Rồi, đi đi đi. Đi 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 đi. Đi phân cuồng biến đi. Phân cuồng cứ phá đuôi hoài. Rồi bye bye.